Chào các em, ở tiết trước các em đã được học qua bảng chữ cái trong tiếng Anh và cấu trúc hỏi trả lời. Đây là chữ cái gì? Trả lời. Theme 1. Hello. Nó là chữ cái A, B, Lesson C 2. Gì đó. A. Hôm nay chúng Listen, ta sẽ tiếp tục point bài này and say. Nhằm giúp các em ôn A. lại và nắm vững hơn B. bảng chữ cái trong C. tiếng Anh. Cùng với đó, D. chúng ta sẽ được ôn lại E. mẫu câu mình đã học ở F. tiết trước. G, trước khi chúng ta bắt đầu bài mới, H, chúng ta cùng ôm lại I, chữ cái và mẫu J, câu đã được học nhé. K, các em đã thuộc bảng chữ cái L, chưa? Bây giờ, M, các em sẽ nghe N, và lặp lại bảng chữ cái O, theo máy nhé. Chúng ta P, bắt đầu nào. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, các em đã nhớ lại chưa? Để chắc chắn hơn, chúng ta cùng nghe và lặp lại thêm một lần nữa nhé. Em đã nắm được bảng chữ cái rồi phải không? Bây giờ chúng ta cùng ôn lại mẫu câu nhé. Để hỏi đây là chữ cái gì, chúng ta hỏi với câu hỏi gì? Đúng rồi, đó chính là câu hỏi What letter is this? What letter is this? Và chúng ta trả lời như thế nào? Đúng rồi, đó chính là It's letter A. It's letter A. It's letter cộng với một chữ cái nào đó. Bây giờ chúng ta cùng nghe và lặp lại nhé. B. Three. Practice the structure. Letter What A. letter is this? It's letter A. B. Three. Practice the structure. What letter is this? It's letter A. Chúng ta vừa được ôm lại bảng chữ cái. Chúng ta nhớ cho thầy là is chính là viết tắt của is e. Khi trong văn nói thì chúng ta sẽ nói, chúng ta dùng từ is, dấu phẩy chữ s là viết tắt của chữ is.
Vậy là chúng ta vừa đã được ôn qua bảng chữ cái và mẫu câu hỏi về bảng chữ cái. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài mới nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ học phần C. Listen, sing along. Nghe, hát theo. Ở phần này, các em hãy mở sách gia trang số 8 và 9. Các em sẽ được nghe và hát theo bảng chữ cái ở trong trang số 8. Ở phần này, các em chỉ cần tập trung vào hát theo bảng chữ cái. Bây giờ, chúng ta cùng nghe qua một lần nhé. Listen, sing along. C. Listen. Sing along. G H I G H I J K L.
Các em đã hát được rồi nào? Rồi phải không? Giỏi lắm! Bây giờ chúng ta cùng luyện lại mẫu câu hỏi nhé. Khi chúng ta nói, chúng ta chú ý cho thầy âm S ở từ this. What letter is this? Bây giờ chúng ta cùng nghe và lặp lại theo nhé. Chúng ta sẽ nghe và theo dõi một lần trước nhé. Pronunciation tip. Listen. What letter is this? What letter is this? What letter is this? What letter is this? Now listen again and say. What letter is this? What letter is this? Bây giờ chúng ta nghe và lặp lại theo nhé. What letter is this? What letter is this? What letter is this? Các em đã lặp lại được chưa? Giỏi lắm. Chúng ta chuyển sang bài tập đi nhé. Bài tập đi này yêu cầu chúng ta đó là write letters, practice, voice, ask and say. Vậy là yêu cầu chúng ta làm gì các em? Đúng rồi, đó chính là yêu cầu chúng ta viết chữ cái, luyện tập nó, chỉ vào chữ cái, hỏi bạn của mình sẽ trả lời, và ngược lại, bạn của mình sẽ hỏi mình và mình trả lời. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ viết chữ cái trước nhé. Bây giờ các em hãy nhìn vào các ô hình chữ nhật từ câu 1 đến câu 6. Chúng ta quan sát câu 1 trước nào. Chúng ta thấy ở câu 1 chúng ta có chữ cái A và chữ cái C, còn thiếu một chữ cái ở chính giữa. Như vậy chữ cái ở chính giữa là chữ cái gì các em? Đúng rồi, đó chính là chữ cái B. Bây giờ các em hãy quan sát câu 2, 3, 4, 5, 6 và các em điền vào chữ cái còn thiếu nhé. Các em đã làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án nhé. Ở câu số 2, các em thấy ở hai bên có chữ cái D và chữ cái F. Như vậy, chữ cái ở chính giữa là chữ cái gì hả các em? Đúng rồi, đó chính là chữ cái E. Ở câu số 3, chúng ta thấy ở hai bên có chữ cái H và chữ cái J. Như vậy, chữ cái ở chính giữa là chữ cái gì các em? Đúng rồi, đó chính là chữ cái I. Em viết vào nhé. Ở câu số 4, chúng ta có hai chữ cái đầu tiên, đó là chữ cái L và chữ cái M. Như vậy là chữ cái kế tiếp là chữ cái gì? Đúng rồi, đó chính là chữ cái N. Ở câu số 5, chúng ta có hai chữ cái đầu tiên, đó là chữ cái P và chữ cái Q. Như vậy, chúng ta có chữ cái kế tiếp là chữ cái gì hả các em? Đúng rồi, đó chính là chữ cái A. Câu số 6, chúng ta có hai chữ cái đầu là S và chữ cái Y. Như vậy, chữ cái kế tiếp là chữ cái gì? Đúng rồi, đó chính là chữ cái Z. Các em đã làm đúng hết chưa? Giỏi lắm, bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nào. Chúng ta tiếp tục bài chúng ta nhé. Đó chính là phần E. Ở phần này yêu cầu chúng ta say your name,
Spell your name. Write your name. Như vậy là yêu cầu chúng ta làm gì hả các em? Đúng rồi, đó chính là nói tên của mình ra, đánh vần tên của mình và sau đó viết tên của mình vào ô trống. Các em hãy quan sát hình nào. Đây chính là bạn nào đây? Đúng rồi, đây chính là bạn Tom. Bạn ấy đã nói tên của mình ra. Tên của bạn ấy là Tom. Sau đó, bạn ấy đã đánh vần tên của mình như thế nào nào? Bạn ấy đã viết chữ cái một ra. Mỗi cái chữ cái như vậy, bạn ấy sẽ cách nhau một dấu gạch ngang. Sau đó, bạn ấy sẽ tập đánh vần tên của bạn ấy. Tên của bạn ấy gồm những chữ cái nào? Chúng ta thấy tên của bạn ấy gồm có 3 chữ cái. Đó là T-O-M. Bây giờ, các em hãy nói tên của mình xem nào. Tên của các em là gì? Và sau đó, các em hãy viết tên của mình ra. Giống bạn Tom vậy nè. Sau đó, các em hãy viết từng chữ cái một và tập đánh vần nó cho thầy nào. Các em đã đánh vần được chưa? Sau khi các em viết xong, các em hãy tập đánh vần nó. Và sau đó, các em hãy đánh vần cho bạn bè mình nghe, gia đình mình nghe, để mọi người cùng biết tên của mình nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Chúc các em một ngày vui vẻ. Các em nhớ học bài thuộc nhé. Thầy chào các em. Hẹn các em vào sau nhé.